khảo sát một số doanh nghiệp du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh thì cho thấy các công ty đã bắt đầu khóa sổ các tour du lịch cho dịp Tết Giáp Ngọ 2014. Mặc dù kinh tế khó khăn, nhưng lượng khách đặt tour năm nay tại nhiều doanh nghiệp vẫn tăng trên 20% so với cùng kỳ năm trước. Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2014 được công bố khá trễ so với mọi năm. Cụ thể phải đến ngày 2 tháng 12, tức là chưa đầy 2 tháng trước Tết, Thủ tướng Chính phủ mới chính thức thông qua phương án nghỉ Tết 9 ngày. Điều này đã làm cho nhiều doanh nghiệp rơi vào thế bị động, không kịp chuẩn bị để tận dụng hết lợi thế của việc nghỉ Tết dài ngày. Cái thời điểm mà cho nghỉ thì chúng tôi mặc dù là đến một tháng mấy, nhưng mà nó so với cái mùa du lịch thì chúng tôi vẫn cho rằng là muộn. Vì cái mùa chúng tôi phải đặt để cho mùa Tết chúng tôi chuẩn bị trước 3 tháng trước rồi. Cho nên là việc cho nghỉ 9 ngày thực ra nó cũng gây bị động cho các đơn vị du lịch phải điều chỉnh lại toàn bộ cái hoạt động kinh doanh của mình. Theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nhỏ, việc mở thêm tour vào thời điểm đó rất khó khăn do hầu hết các dịch vụ liên quan như là nhà xe, máy bay, nhà hàng khách sạn đã hết chỗ. Tuy nhiên trước đó, thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kế hoạch cho học sinh được nghỉ Tết đến 16 ngày, nên tình hình đặt tour Tết năm nay tăng mạnh nhất vẫn là các tour dài ngày. Theo công ty du lịch Viettravel, năm nay doanh nghiệp đặt kế hoạch đón khoảng 42.000 lượt khách, tăng 25% so với dịp Tết 2013. Tính đến ngày 20 tháng 1, số vé được book cũng đã đạt 97% so với kế hoạch. Đại diện công ty du lịch Fiditour, ông Đặng Trung Nghĩa, phó tổng giám đốc cho biết, các tour 5-6 ngày đi châu Âu, châu Mỹ hay là châu Úc tăng trưởng đến 28% so với cùng kỳ năm 2012. Các tuyến inbound của Fiditour cũng ghi nhận sự tăng trưởng khoảng 10 đến 15% so với cùng kỳ năm trước. Đối với một đại đa số của cán bộ nhân viên của khách du lịch thì họ vẫn có theo phong tục tập quán người Việt Nam là họ vẫn chọn ra những ngày đầu năm để họ cúng bái ông bà này. Thành thử ra cái tour mà thực là họ phải đi thì tour 5-6 ngày là chuyện nhất, vì họ vẫn chừa khoảng từ 1 đến 4 ngày, khoảng 3 ngày đầu tiên đầu năm để họ làm lễ ở gia đình. Giờ những cái tour mà thời lượng khoảng 5-6 ngày là rất là thích hợp với khách và đa số đăng ký ngày đó. Riêng tại công ty dã ngoại Lửa Việt, theo đại diện doanh nghiệp, công ty lên kế hoạch cho khoảng 80 tour khởi hành trong dịp Tết, tăng khoảng 50% so với Tết năm ngoái. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, lượng khách đăng ký chỉ tương đương với năm 2013. Đặc biệt, các tour có giá trị cao như là Dubai, Hàn Quốc, Hồng Kông khá hút khách và đã đóng từ đầu tháng 12. Lý giải về việc tăng trưởng khách du lịch vẫn đạt mức kỳ vọng, ông Nguyễn Văn Mỹ, tổng giám đốc công ty dã ngoại Lửa Việt cho rằng, dù kinh tế khó khăn nhưng người dân vẫn có nhu cầu đi du lịch rất cao trong dịp Tết. Do đó, các doanh nghiệp trong ngành cùng dồn nhiều tâm sức cho mùa cuối năm. Cái khó thì chúng tôi không sợ, bởi vì đó là cái khó chung. Thậm chí càng khó thì nó càng thử thách cái bản lĩnh của từng doanh nghiệp và nó sẽ sàng lọc bớt những cái doanh nghiệp làm ăn chụp dịch. Và chúng tôi vẫn kỳ vọng và dồn nỗ lực tập trung cho một cái mùa bội thu vào dịp Tết mà các công ty du lịch cũng đang rất là hối hả, khẩn trương như như vào một cái trận đánh lớn, bởi vì cái mùa Tết là cái mùa quyết định không chỉ doanh thu lợi nhuận mà cả cái thương hiệu của các công ty. Tuy nhiên, theo ông Đặng Trung Nghĩa, mức tăng trưởng này vẫn chưa thể nói là cao, trong khi kinh tế thế giới đang có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Thì theo tôi nhận định của tôi thì tôi thấy đây là cái tình hình kinh tế khó khăn, cũng giống như là lúc mà tình hình kinh tế ở các nước trên thế giới giảm thì ở Việt Nam chúng ta vẫn còn khá cao. Chứ dù năm 2011-12 là kinh tế các nước đã suy thoái, nhưng Việt Nam chúng ta thì tình hình các du lịch vẫn tốt, rất tốt. Nhưng đến hiện nay thì tình hình kinh tế thế giới đã có chuyển mình, đã phục hồi, nhưng Việt Nam chúng ta lại chậm hơn. Hiện các doanh nghiệp đang bước vào cao điểm chuẩn bị cho các tour Tết khởi hành.